Bước chân về miền quê, ai đón ai chờ và lệ ướt mi. Hello, xin chào cả anh em đã cùng quay trở lại với channel của mình. Thì mình là Đức Mõm đây anh em ơi. Thì hôm nay tôi sẽ ngồi tâm sự về một năm qua tôi đã được gì và mất những gì anh em nhá. Thì một năm qua là một năm có rất nhiều gọi là sự đen đủi trong cái cuộc sống của tôi. Tôi đã mất một cái ác tâm huyết và một số chuyện xảy ra không may với tôi. Có mạng. Anh em nhìn tôi căng đầu nhá. Từ từ, nó chưa biết. Chưa biết này. Hello. Giả bờ mình là cùng tem bạn. Nó biết rồi anh em ạ. Nó nhận ra rồi. Thôi. Bé Mon cứ nhây. Nhây. Một mạng. Hai mạng. Ghê không anh em? Ghê không? Từ từ tôi hồi máu đấy anh em ạ, chỉ còn hai thằng địch thôi. Là bé Mon không nhây anh nhá, không nhây anh để anh bắn nhá. Nhây. Đầu năm mới cứ nhây cho cái dép vào mồm bây giờ. Rồi, để xem nào, hình như vẫn còn đây, nó trên này này. Mày thôi thằng này đang yếu rồi, tôi rỉa nó luôn nhá. Tôi xoáy nó luôn, tôi không cần bắn headshot nữa. Đây còn một thằng nữa ở đây này anh em này. Nó bắn DE giống mình nào bé Mon. Để yên anh thể hiện nào. Anh thể hiện cho mọi người xem cái trình độ. Ôi trời ơi. Cái gì nhây anh vậy, anh đang bắn. Đấy. Nhìn em bắn. Đi. Nhìn em. Thôi rồi, lươi để anh bắn. Anh không nhìn gì. Tính ra để hai bạn này mặc đồ giống nhau với mọi người ạ. Rồi, trận này tôi sẽ gánh tem nên các bạn cứ ở nhà đi nhá. Ôi mình chỉ biết hút không chịu đi khám phá. Vậy mình cầm sách hút mà đi với tao mà đánh giá. Xưa mình về trong thổ sen thuyền mà đánh ca. Còn mấy con nhóc mà không có thích vui lòng mày tránh ra. Các bạn vẫn ủng hộ tôi. Nào, biết muốn để yên anh cân tem à. Đấy, bé Mon thấy tác hại chưa? Anh sắp chết rồi đấy. Chó điên nè đã phải nằm xuống rồi. Đây có thằng. Một thanh niên này. Ở đây còn một thanh niên nữa. Ê, lo trong keo. Hai này. Lo, còn hai thằng lận. Bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhá. Có thằng này. Lao. Rồi, coi là kêu. Bé Mon phá quá mọi người ạ. Chơi bực hết cả mình. Cái trình độ của tôi nó phải gọi là đẳng cấp, bắn nhức lách luôn. Ui, nhức lách quá. Nào, cứ trêu đùa anh vậy. Bé Mon kiểu như là năm mới không có gì để làm mọi người ạ, chỉ có biết đi trêu người thôi. Trận này tôi lại gánh tem tiếp nhá. Nào, để anh bắn nào. Ui, địch bên này, địch bên này. Ê, tôi thấy địch. Để anh xử lý thằng này, để anh xử lý thằng này. Nhìn à, cái thằng này, không đỏ luôn. Nó ở đâu ấy? Gạt thằng này, anh tí nó cứu anh em ạ. Nào, bé Mon đưa ra. Nào, một điều nhịn là 9 điều nhục đấy nhá. Anh không nhịn nữa là anh đánh đấy. Nào Thái nhá. Ê Ui giời ơi. Vừa nãy tại em ấy làm anh thua ấy. Rồi anh phải bắn lại trận này. Chơi mãi trận game để tâm sự mọi người mà em lại làm thua mất rồi. Ê, có địch. À, móc đốt thằng này. Đừng. Dung tay anh bắn PC, dung tay anh. Nào, dung anh không bắn được. Đây, một thanh niên, đây, chạy đây. Một thanh niên. Ui giời, thằng kia lia cả team mình luôn kìa. Đây mình sẽ gạt cái thằng này nhá. Nguy hiểm nhá bé Mon. Mẹ. Ui giời. Hắt rồi. Sao nó chém lưỡi hái
chết được cả mình vậy? Chắc rồi. Không không không, hình như tao bắn xa sao ấy. Nào, em đừng nhây nữa, để anh bắn coi. Bây giờ trận này nhá. À, mình quên mất là mình bảo anh em là cái kênh YouTube của mình đến tính đến ngày hôm nay là tròn 15 rồi anh em ạ. Tròn 15 tôi làm YouTube rồi đấy. Anh em bấm like cho tôi đi. Anh em còn nhớ những ngày nào tôi bắn bot bot, giờ tôi bắn bot bot anh em ạ. Đây có đứa này, có đứa chạy lên. Một đầu này. Đấy, đẳng cấp ngay. Lại, nó lại cứu à? À đâu, nó yếu mà anh em. Đây tôi nhặt súng nhá. Bọn này nó vừa thắng trận trước cho nên là nó có súng. Đây có M15 rồi, ngon ngon ngon. Đây rồi. Ê có một thằng nó đứng ở đây nó ke này. Mày này. Rồi tôi hồi máu đã. Ở trên kia cái thằng kia nó ở bên trên. Không biết là nó có hay không nhưng mà nó bắn ghê lắm anh em ạ. Ra đạn một phát vào đầu mình. Cái gì đấy? Anh không có ăn bánh. Tự nhiên nhét bánh vào mồm anh. Từ lúc tôi mất cái ạc cũ ấy, tôi dồn khá nhiều tiền để lấy lại cái ạc đấy. Nhưng mà giờ tôi không có tiền nữa rồi, cho nên tôi phải chơi cái ạc này. Ạc này cũng bình thường em ạ, không xịn lắm. Ui đồng đội lốc anh kìa. Nhảy gì đấy em? Tập trung nào, để anh tập trung nào. Đây đồng đội vừa bị gạt, vừa bị giết ở đây xong. Đây đây đây. Một thằng này. Hai thằng này. Ôi đồng đội mình bắn ngay đây anh em. Thế là lia rồi. Trận này thắng rồi anh em ạ. Nào bé Mon để anh quay clip coi. Trời ơi nó bắn ghê quá anh em ơi. Không sao cả. Tôi sẽ cân hết. Toàn bot. Từ từ tôi phải hồi máu ấy đã. Có thằng chọi bom kìa. Ui. Đừng. À đây rồi. Thằng này là cái thằng bắn bro. Bro này anh em này. Mày bro này. Hồi máu cái đã. Còn mỗi tôi và một người đồng đội nữa thôi. Cái gì đây? Nào trận cuối nha Mon nhá, trận cuối đấy. Đừng để anh thua, đừng để anh thua. Đây 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 đây, ở đây có địch này. Một thanh niên phải làm xuống. Ở trên tầng, ở trên tầng, ở trên tầng. Nào bé Mon không dây nhá, bé Mon lại chuyển mình nghĩ ra trò trêu mình rồi đấy. Từ tôi ra tôi gạt thằng này, tôi lấy đồ nhá. Đây rồi. Có máu ấy, có máu, ngon, ngon, có máu, có máu. Hiện tại là bên địch cũng chỉ còn 3 người thôi bằng team tôi. Tôi công luôn, tôi công luôn, tôi biết là nó ở trên này. Nó đã bom kìa. Ôi trời ơi, để yên, anh làm phát cuối nào rồi. Rồi. Nào, để yên, anh xử lốt thằng cuối cùng. Thắng rồi. Rồi! Thắng rồi!